Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong đó, có một số ca ghi nhận qua xét nghiệm sàng lọc tại các cơ sở y tế. Thành phố Hưng Yên ghi nhận 2 ca mới, trong đó một ca ở phường Lê Lợi là lái xe từ thành phố Hồ Chí Minh về, phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại phòng khám đa khoa Phú Hiến. Một ca ở xã Tân Hưng ghi nhận trong khu cách ly tập trung số 2 của thành phố liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Huyện Văn Giang ghi nhận một ca ở khu đô thị Eco Park phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Lâm. Huyện Yên Mỹ ghi nhận một ca ở thị trấn Yên Mỹ là lái xe của công ty Minh Hiếu ở xã Minh Châu phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại Trung tâm Y tế huyện. Thị xã Mỹ Hào phát hiện một ca ở phường Minh Đức có liên quan đến F0 ở tỉnh Hải Dương. Huyện Phù Cừ ghi nhận một ca ở xã Minh Hoàng từ tỉnh Đồng Nai về dự đám tang con trai đã được xã ra quyết định cách ly tại nhà ngay. Huyện Khoái Châu ghi nhận một ca ở xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu ghi nhận một ca ở xã Toàn Thắng và huyện Văn Lâm ghi nhận một ca ở xã Lạc Hồng đều đã được cách ly tập trung từ trước.